Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau. Thì giờ đây tôi đang đứng trong Dinh Vạn Thị Tú, một trong những cái địa chỉ du lịch nổi tiếng tại thành phố Phan Thiết. Và thật sự tôi rất là choáng ngợp trước một cái bộ xương cá ong to lớn và linh thiêng nhất, cũng như là lâu năm nhất tại Việt Nam, cũng như là khu vực Đông Nam Á. Theo sử sách cũ ghi lại á, thì Dinh Vạn Thị Tú được xây dựng vào năm 1762. Thì trong thời gian xây dựng, trước khi cái khánh thành Dinh Vạn Thị Tú này, thì tại khu vực vùng biển này nó xảy ra những cái cơn bão to lớn và làm cho những cái thuyền đánh cá trên biển gặp nạn. Lúc bấy giờ thì có một cái con cá ong đã ngôi lên và cứu giúp những cái người ngư dân. Thì hai ngày sau khi cơn bão trôi qua thì người ta lại thấy xác cá ong lị vào bờ gần với khu vực Dinh Vạn Thị Tú. Thì để tưởng nhớ đến cái công ơn giúp đỡ của cá ong, thì người dân làng Thủy Tú đã tiến hành dìu cá ong vào trong bờ. Vì lý do là cá ong có kích thước quá lớn, với chiều dài khoảng là 22m và nặng khoảng là 65 tấn, cho nên là phải mất 2 ngày mới dìu vào, rồi sau đó chôn cất. Rồi sau 3 năm thì người ta đã cải táng và đưa bộ xương vào trong thờ trong khu vực Dinh Vạn Thị Tú này. Thì như mọi người thấy đó, thì bộ xương của cá ong được phủ một loại keo đặc biệt để bảo vệ, và được dựng trên một cái khung inox chắc chắn, và đứng trên một cái mô hình con thuyền, và được đặt trang trọng trong vị trí đầu tiên của dinh. Dọc theo biển miền Trung, từ Bình Tiên cho đến Cà Ná, thì mỗi làng ven biển đều có lăng thờ cá ong. Một số nơi thì gọi là lăng Đại Tướng Quân hoặc là lăng ong Nam Hải. Thì trong cái tâm thức của ngư dân, người đi biển, thì họ luôn đặt niềm tin vào trong những cái sinh vật to lớn, vừa hiền vừa thiêng liêng, đó chính là loài cá voi. Ngư dân ở đây họ không gọi là cá voi, mà người ta gọi một cách tôn kính là cá ong. Thì mỗi khi mà trên biển có sóng to gió lớn gây chìm tàu hoặc hoạn nạn, thì người đầu tiên mà cư dân miền biển họ cầu cứu đó chính là cá ong. Hoặc là trong những cái chuyến đi biển mất mùa thất bát, thì người ngư dân miền biển thường vào trong những cái lăng ong để cầu sinh, thì mỗi chuyến đi biển lại đầy tôm cá. Thì đối với ngư dân thì cá ong đã giúp đỡ với họ rất nhiều. Từ đó mà đã trở thành một trong những cái tín ngưỡng văn hóa tâm linh gắn bó không thể tách rời đối với cư dân miền ven biển. Có rất nhiều từ để gọi cá voi với sự tôn kính. Người ta gọi là ong Nam Hải, ong lớn, ong cậu là để chỉ những cá voi có kích thước to lớn. Ong lọng là để chỉ cá voi sống ở khu vực gần bờ. Còn ong khơi là để chỉ cá voi sống khu vực ngoài biển khơi. Khi phát hiện cá ong chết và dạt vào bờ biển, thì người ta đưa thuyền ra dìu xác vào bờ rồi tổ chức lễ chôn cất rất là long trọng. Lễ táng sẽ được cả làng đứng ra tổ chức. Sau 3 năm thì sẽ được hốt cốt lên, bỏ vào trong hòm và đưa vào thờ tại khu vực lăng ong. Mỗi làng biển đều có một lăng thờ cá ong. Việc thờ cá ong theo như quan niệm như là một cách đền ơn theo luật nhân quả. Coi cá ong là một vị phúc thần, một vị thần hộ mạng giữa biển khơi đầy sóng gió. Thì tôi có biết thêm một câu chuyện nữa, đó là người dân miền ven biển cũng rất có nhiều tập tục kiêng cử như sau. Thì các cái ngư phủ rất kiêng việc ăn hết một bề của con cá rồi lại lật sang bề khác ăn tiếp, vì họ sợ rằng khi làm như thế thì khi tàu ra khơi thì sẽ bị lật úp. Tàu thuyền chở hàng chở khách thì rất kiêng người phụ nữ ngồi ở trước mũi. Vì vậy thờ cá ong cũng được xem như là gắn liền với sự hưng thịnh của cả một cái làng cá. Thì có rất nhiều câu chuyện về biển và rất nhiều câu chuyện về cá ong mà tôi sưu tầm được. Tuy nhiên trong thời gian nội dung của chương trình này thì tôi lại không thể kể nào ra hết được. Thì bây giờ ta quay trở lại với lăng cá ong Nam Hải tại Vạn Thị Tú của thành phố Phan Thiết. Mọi người nhìn thấy ha, đây là một cái bản xác lập kỷ lục của Việt Nam. Chứng nhận ở khu vực đình Vạn Thị Tú này có một bộ xương cá voi lớn nhất ở khu vực Việt Nam. Mà theo như tôi tìm hiểu á, thì bộ xương cá voi này lớn nhất, đẹp nhất, cũng hoàn chỉnh nhất, nó vượt ra ở tầm khu vực Đông Nam Á.
Còn đây chính là ngôi đình Vạn Thị Tú vào năm 1930. Ngoài ra, trong dinh Vạn Thị Tú hiện còn lưu giữ nhiều cái hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa của tỉnh Bình Thuận. Chẳng hạn như là 24 sắc phong của các vị vua triều Nguyễn. Thì mọi người biết tại sao mà cái ngôi đình này lại có đến 24 sắc phong của các vị vua triều Nguyễn? Thì ta ngược dòng lịch sử, thì những năm mà nhà Nguyễn đánh nhau với quân Tây Sơn thì nhiều lần đã chạm trán trên biển, cũng như là vua quan nhà Nguyễn thường xuyên phải chạy nạn trên biển. Và các tướng lĩnh của nhà Nguyễn cũng như vua nhà Nguyễn và được nhiều lần cá voi cứu giúp, cho nên là nhiều lần thoát nạn. Chính vì đó mà có đến 24 đạo sắc phong của các vị vua triều Nguyễn cho khu vực đình này. Những cái bộ sắc phong này được treo trên tường trong cái dinh Vạn Thị Tú, thì mọi người có dịp đến thăm dinh Vạn Thị Tú có thể tìm hiểu những cái bộ sắc phong này. Đến với dinh Vạn Thị Tú thì mọi người sẽ có dịp chiêm ngưỡng những cái kiến trúc vô cùng độc đáo của cái làng Vạn cổ ngày xưa. Thì đền thờ thì gồm có là chính điện, nhà tiền hiền, nhà võ ca, được sắp xếp theo hình chữ tam và quay về phía đông. Thời điểm ban đầu khi vừa mới xây xong thì cửa đền được sát mé biển cách khoảng là 50m, nhưng cho đến thời điểm hiện nay thì bờ biển là cách khoảng 100m. Thì bên trong đền còn lưu giữ rất là nhiều cái di sản Hán Nôm với những cái câu đối hoành phi được tạc trên những cái bức gỗ rất là sắc sảo và đẹp. Sau khi bước qua khỏi cổng Tam Quan và chúng ta vào sâu trong khu vực chính điện, thì chính điện là thờ là Nam Hải cự tộc Ngọc Lân Tôn Thần. Còn khu vực bên trái, cái bàn thờ bên trái là thờ là Thủy Long Thánh Phi Nương Nương Tôn Thần. Còn bên phải là thờ Thái Hiệu Tiên Sư Tôn Thần. Thì Thái Hiệu Tiên Sư Tôn Thần này được xem như là ông tổ của nghề đi biển, của nghề đánh bắt cá, thì cũng được thờ phụng tại đây. Đồng thời mà khi chúng ta đến viếng thăm dinh Vạn Thị Tú thì chúng ta sẽ thấy một cái chuông đồng khắc chữ Hán. Thì tôi xin đọc lại nguyên văn câu chữ Hán như sau: là tự đức nhị thập ngũ niên, xưng quý giao gián, thủy tú quạng, bổng quạng đồng ký. Dịch ra nghĩa có nghĩa là chuông này được đúc vào năm tự đức thứ 25, năm Nhâm Thân 1872. Thì tính đến thời điểm hiện tại thì quả chuông này đã có tuổi đời khoảng 148 năm. Từ thời xưa thì cái kỹ thuật đúc chuông của những cái nghệ nhân cũng hết sức là điêu luyện. Thì chúng ta có thể nhìn rõ được những cái chữ Hán Nôm được ghi trên thân của quả chuông. Phía sau gian chính điện là một trong những cái tẩm nơi lưu giữ tới hàng trăm bộ xương của cá ông, cá bà. Đó là những cái loài cá lớn như là cá voi, cá heo. Những loài cá này được người ta tôn thờ là một vị hải thần để phù trợ và cứu mạng những người đi biển theo quan niệm của nhân dân tại đây. Thì những cái bộ xương tại khu vực phòng tẩm liệm này nó có tuổi đời lên đến là cỡ 100 đến 150 năm. Thì những bộ xương này mặc dù được trưng bày ở phía sau cái chánh điện, tuy nhiên là được thờ phụng rất là trang nghiêm. Đây là những cái cọng xương sườn rất lớn nha mọi người. Đó, một cảm giác vào trong đây là hết sức là xúc động. Cũng như là lần đầu tiên mà tôi được chứng kiến một trong những cái hiện vật quý giá và cổ và lâu đời, và chứng kiến được một trong những cái phong tục tập quán hay của cư dân miền ven biển. Đó, rất nhiều bộ xương cốt được trưng bày ở trong khu vực này. Thì nhang khói lúc nào cũng được là thắp, một cái không khí rất là trang nghiêm và linh thiêng. Thì khi vào tham quan dinh Vạn Thị Tú thì mọi người cứ từ từ vào tham quan từng khu vực thì rất là dễ dàng để vào tham quan. Thì mọi người vào mua vé thì khoảng 15.000, sau đó là chúng ta đi từng cái khu vực. Nếu như ai muốn vào trong đây để thắp nhang cho cái ông tổ nghề đi biển trước, hoặc là thắp nhang cho cái vị thần là Nam Hải, thì vào đây
chúng ta thắp nhang và trước khi chúng ta quay ra để thăm bộ xương cá ông lớn nhất. Đó, đây là chính là cái mặt bên hông của cái nơi mà tẩm liệm những cái bộ hài cốt trong dinh Vạn Thị Tú. Rất là nhiều bộ xương. Đó, những bộ xương này đã được làm sạch sẽ và được đem lên đi thờ một cách trang trọng. Thì có một câu chuyện như thế này, thì theo cái tục lệ á, thì những ai người nào mà phát hiện được ông lỵ thì có cái bổn phận là chôn cất và để tang, như chính là để tang cha mẹ của mình. Thì hàng năm tại khu vực trong dinh Vạn Thị Tú này thì có 4 cái lễ hội. Một là lễ tế xuân vào ngày 20 tháng 2 âm lịch. Cái lễ thứ hai là lễ hạ nghệ và 20 tháng 4 âm lịch để cầu cho mưa thuận gió hòa. Cái lễ thứ ba là lễ tế thu vào ngày 20 tháng 7 âm lịch để cúng của chèo dọc. Lễ cuối cùng đó chính là lễ mãn mùa vào ngày 25 tháng 8 âm lịch. Thì du khách mà khi đến đây á, thì theo như tôi tìm hiểu thì người ta thường lựa vào hai cái lễ chính, đó là dịp tháng 2 và dịp tháng 8 âm lịch hàng năm để tham quan, đó chính là lễ tế xuân và lễ tế thu. Đó, cho nên mọi người có mà đi đến khu vực Mũi Né Phan Thiết vào rơi vào những cái dịp lễ như thế này thì mọi người hãy đến ghé lăng ông Nam Hải để cầu xin cho mưa thuận gió hòa, cầu xin cho công việc được hanh thông. Thì bây giờ là trước mắt tôi đó chính là cái khu đất dành để chôn cất những cái cá ông, cá bà, cá cậu lỵ vào trong khu vực này. Khu vực này được đặt tên là Ngọc Lân Thánh Địa. Đây là cũng nằm trong khuôn viên của dinh Vạn Thị Tú. Thì theo phong tục của người dân miền biển thì phải sau 3 năm khi mà chúng ta an táng cho cá ông, cá bà, cá cậu thì mới được đem xương cốt trở lên và nhập vào khu vực lăng tẩm để thờ cúng. Thì giống như là chúng ta thờ cúng một cái người thân. Thì chúng ta bước sang cái gian phòng lớn nhất tại ngay chỗ cái cổng tam quan, đó chính là nơi thờ phụng một bộ cá ông lớn nhất tại Việt Nam cũng như là lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Đây được xem là một cái bộ xương cá ông hoàn chỉnh nhất và đẹp nhất cho đến thời điểm hiện tại. Thì trước cái bộ xương của cá ông này thì người ta vẫn đặt là bài vị bát hương nhang đèn rất là đầy đủ. Thì trước khi tham quan thì mọi người nên thắp một nén hương để bày tỏ lòng thành kính trước một trong những vị thần của người dân miền biển. Thì trước khi vào trong đây thì tôi đã thắp một nén hương để cầu bình an, cầu cho công việc được hanh thông. Rồi bây giờ tôi sẽ đi một vòng xung quanh cái bộ hài cốt của cá ông để cho mọi người chiêm ngưỡng. Mọi người có thể nhìn thấy bộ xương hàm rất là to lớn, rất là khổng lồ. Thì bộ xương cá ông được các nhà khoa học ở Viện Hải Dương học cũng như là người dân ở làng Thủy Tú này ghép nối một cách thành công và rất đẹp, đứng trên một cái giá đỡ bằng inox và được phủ bằng một cái lớp keo đặc biệt để bảo vệ cho bộ xương không bị tác động bởi cái khí hậu cũng như là cái điều kiện môi trường ở bên ngoài. Thì toàn bộ cái bộ xương này được đặt trên mô hình một con thuyền, phía dưới là có hình ảnh giống như là cái màu giống như là màu nước biển thì mọi người thấy đó. Còn đây là bây giờ mình quay cận cảnh cái vây tai của bộ xương cá ông cho mọi người xem. Đấy, rất to lớn nha mọi người. Cái máy ảnh này á, thì thực sự mình quay không diễn tả hết được cái sự to lớn cũng như là cái sự quy mô của bộ xương. Chỉ khi nào mà các bạn có dịp đến với khu vực với thành phố Phan Thiết thì mọi người hãy cố gắng đến đây để xem một trong những cái kiệt tác của thiên nhiên để lại, một trong những cái bộ hài cốt linh thiêng nhất đối với cái cư dân miền biển tại khu vực này. Còn đây là cái phần xương sống cũng như là phần xương đuôi của là cá ong. Đó, từng cái đốt xương rất to lớn và vị trí của các cái xương á, được lắp ráp một cách hoàn chỉnh. Rất đẹp nha mọi người, cũng rất là linh thiêng đó. Vào trong khu vực này thì một cảm giác nó rất là
xúc động khi mà chứng kiến một trong những hiện vật linh thiêng và to lớn tại đây. Từng cọng xương sườn to lớn, có rất là nhiều du khách vào đây và họ phải trầm trồ khi đứng trước bộ xương của các ông này. Thì sẵn đây thì mình xin phép kể một truyền thuyết nói về du quan của nhà Nguyễn. Thì theo truyền thuyết kể lại rằng thì cả đoàn thuyền của vua Nguyễn Ánh bị thua trận chạy vào Sài Gòn rồi sang nước Xiêm lên đên trên biển. Trong quá trình lên đên trên biển đã gặp phải sóng to gió lớn, thì nhà vua đã ra cái mạn thuyền và van vái rằng nếu có ai cứu được quan quân khi về triều sẽ sắc phong, thì ngay lập tức có hai cá voi đến đỡ cái mũi thuyền, đưa thuyền của nhà vua vượt sóng một cách an toàn. Sau khi về triều, nhà vua đã phong cho cá voi là Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân Tôn Thần. Người dân ở vùng ven biển gọi một cách ngắn gọn gọi là Nam Hải Đại Tướng Quân. Thì hiện tại mà ngay thời đại mà chúng ta đang sống như ngày nay, thì khi mà các bạn search lên mạng những cái câu chuyện về cá ong, cá voi, cá heo cứu người thì hiện ra nhất rất là nhiều kết quả. Vào năm 2009 thì cũng từng có vụ là cá voi cứu được ngư dân thoát khỏi bão tố ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Rồi năm 2019 thì có một vụ việc ly kỳ, đó chính là đàn cá heo đã giúp cho những cái người cứu nạn đã tìm thấy được 41 ngư dân ở khu vực biển Cửa Đại của Quảng Nam. Đó, cho nên là có rất nhiều câu chuyện nói về cái sự linh thiêng của cá ong và cá voi. Mọi người có thể lên mạng tìm hiểu. Bây giờ thì tôi đang ở khu vực phía sau của cái dinh Vạn Thị Tú. Đây là nơi thờ những cái bậc tiền hiền, hậu hiền, những người có công xây dựng nên cái khu vực dinh Vạn Thị Tú này. Bây giờ thì tôi xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Thì mọi người khi có dịp đến Phan Thiết thì hãy đến cái đường Ngư Ông, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết để vào trong dinh Vạn Thị Tú để chiêm ngưỡng một trong những hiện vật cổ quý giá và đầy linh thiêng của người dân miền ven biển, cũng như là thắp những cái nén hương để cầu xin cho những cái ngày mùa bội thu, công việc được hanh thông, sức khỏe được trường tồn, vân vân. Thì biển Phan Thiết chiều nay thì xuất hiện những cơn mưa rất là buồn. Thì dự định của tôi là sẽ tiếp tục đi những cái địa điểm khác, tuy nhiên thời gian không cho phép. Thì bây giờ tôi sẽ quay về ở khu vực khách sạn. Rồi xin hẹn gặp lại mọi người.